Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Kinh Ngập Audio. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới, hát Kinh Ngập Audio có gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình cũng như là người thân của toàn thể những anh em yêu mến kênh hát Kinh Ngập Audio. Thì như ngày hôm nay em phải nói là em khai xuân từ ngày mùng 6 rồi. Thì ngày hôm nay em làm một cái video về dây, bởi vì em mới nhập được ba cái lô dây này về để phục vụ cho anh em đấy, chơi dây loa. Thì đầu tiên em giới thiệu con dây bể lõi này. Con dây bể lõi thì em vẫn còn nhiều. Đây em bắt đầu tách ra cho anh em xem. Con này em đang để 180.000 một mét. Đấy. 180.000 một mét. Còn anh em nào muốn làm nguyên bộ mỏ gì thì cứ alo trực tiếp đến em tư vấn. Đấy. Đây nhá, tổng cộng là 7 lõi này. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 lõi nhá. Đấy, tổng cộng 7 lõi. Lõi này tầm độ 1,5 đến 2 ly nhá. Đấy. Mỗi một lõi đơn này, 1,5 đến 2 ly. Đấy, đồng mạ bạc đây. Tuốt bên trong cho anh xem. Đây nhá, loại đồng mạ bạc rất là tơ. 180.000 một mét nhá, dây bể lõi của Hitachi. Còn đây là loại dây em mới nhập được về này. Loại này thì nó là 11 lõi, dây nó to bằng xem nào, một ngón tay nhá, một ngón tay người lớn. Đây loại này. Loại thằng này rơi vào 2,5 ly này. Mỗi một lõi của nó là 2,5 ly và tổng cộng trong lõi này là gồm có 11 lõi cuốn vào nhau. Đấy, mà tuốt cho anh em xem. Con dây này hiện tại em đang để với giá là 200.000 một mét nhá, 200.000 một mét. Đây nhá. Ngoài các cái lõi ra, bên trong nó còn các cái lõi nhỏ được xoắn vào nhau rất tinh tế, anh em để ý kỹ. Đấy, nó được gói vào nhau đây này, từng sợi một. Đấy, rất là tinh tế luôn. Đấy, về cái đặc tính của thằng Hitachi này thì em đã nói cho anh em nghe từ nhiều video trước rồi, là cái giải chép của nó được củng cố rất là sáng, nghe rất thích. Đấy. Còn đây là dây 4 lõi nhá, hai thằng này to bằng nhau rồi, bằng một ngón tay. Dây 4 lõi này là loại mới đây. Đấy, cũng là 200.000 một mét anh em nhá. Đấy nhá, đầu tiên nó có một lớp bọc chống nhiễu này. Đấy, bằng đồng tơ nguyên chất. Đấy, tuốt ra mình có bốn lõi này thì mỗi lõi của nó rơi vào 3 ly đến 3 ly rưỡi nhá, 3 ly đến 3 ly rưỡi một lõi. Đấy, để em tách ra cho anh em xem nó kết cấu dây như nào. Đấy, đây nhá, đồng tơ nhá, rất là tơ xịn luôn, đồng tơ mạ bạc. Đấy, phải nói là Hitachi thì em không phải quảng cáo nhiều. Anh em cứ bảo là tại sao em lại toàn thấy nói hay về dây mà trong khi em chẳng nói về cái sự chẳng có cái điểm gì xấu. Nói thật là nếu mà nó không tốt thì em sẽ không nhập về để đưa đến tay những vị khách hàng của em. Đấy, nó phải tốt, đảm bảo thì em mới chọn lọc, em mang về cho anh em dùng. Chứ bây giờ mà mua hàng mà không ngon và anh em lại trách thì nó rất là mất uy tín. Đấy, dây này 4 lõi nhá, 4 lõi Hitachi là 200.000 mét, 11 lõi Hitachi 200.000 một mét, 7 lõi của Hitachi nhá, 7 lõi của Hitachi là 180.000 một mét. Ở trên dây đều có in đầy đủ thông số nhá, thông số và chữ đảm bảo. Đấy, Hitachi, để xa Hitachi nhá, đầy đủ LF các thứ nhá, đầy đủ mã cho anh em xem nhá. Đấy, đây thằng này đây. Đấy, đầy đủ các mã nhá.
Đấy, thế nên là em cứ yên tâm đảm bảo. Đấy thì một lần nữa đầu xuân năm mới thì cái hát King of Audio chúc sức khỏe cũng như là tài lộc đến cho anh em. Đấy. Thì video hôm nay em làm ngắn tại đây. Thì xin cảm ơn anh em đã ủng hộ. Và anh em nào yêu mến thì có thể là like và đăng ký kênh cho em để em tiếp tục phát triển. Đấy. Và anh em nào cần tư vấn về dây hoặc là cần đặt hàng em về dây có thể là liên hệ số điện thoại 0963411622. Đấy, hoặc là gọi cho em qua Zalo cũng là số này luôn nhá. Đấy thì xin phép em được kết thúc video này. Xin chào toàn thể mọi người.